Đưa vào đấy, Thảo vào à? Không, tao phải đi ra thôi. Nghe hát kìa. Đủ má nó. Đây là cái phim đấy à, mình. Còn này chị. Ôi. Em bị đi máy bay nó quệt. Mình ơi, thằng chó nó bị ta block cái chỗ ấy mà nó bật được ai không? À nó không bật cái gì mà nó vẫn qua đường tắt kìa. Quay không? Hả? Không, không quay, hôm nay không quay. Bật ra nhá. Máy không không thử phim nữa. Đã xả được. Thằng chó phải vừa rồi quay được đường tắt không? Tại sao nó cầm đồ đấy kia mà nó quay được đường tắt mày? Hả? Nó cầm hai cái hút một cái thiên thần thì làm sao phải là đường tắt, trước chỗ đấy làm gì có ô vật phẩm nào đúng không? Hay là